Ủa chưa? Dạ. Giờ chú này, giờ chú kia. Dạ. Xong chưa bố? Bán gà xong chưa? Chưa. Chưa hả? Nè nè, con coi Dạ. về dài đi đường này ra đó. Dạ. Đang làm. Dạ. Dở dang bên đây nữa. Dạ. Cái cây đẹp quá. Hả, bên đạo anh cho con hai cây bông trang đẹp quá đẹp. Dạ. Trời ơi, con dạ đang này con có xài cái hồng phấn này đẹp lắm luôn. Dạ. Con muốn cho con hồng phấn cho đây dạ nè. Dạ 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 có dạ hồng phấn nè con. Dạ. Nó nè, cái chỗ bông dạ nè, nè đây bứng vô cây nhỏ nhỏ nhóc này chừng dạ nha. Dạ, bố dạ về đi bố. Dạ, mời anh xin cây. Ừ, dạ con dạ dạ bố bọc, bố bọc đó. Dạ. Nhớ nhắc nha. Dạ dạ. Thôi mời cho con cây này đi. Hả? Được không bố? Không được, cây cây này không được. Dạ. Của người ta cho. Dạ. Trời ơi, mua ai có mấy trăm ngàn mày ơi, chỉ dạ có kìa. Dạ. Nhóc. À, con phái con giấy. Rồi vậy á. Dạ. Không rồi mày về chở tao đi, tao lên mua cho mày cây. Hả? Gần trên này nè, gần. Thôi thôi thôi. Nhóc. Cái này tại vì không dạ, dạ cái gì mà của người ta tặng. Dạ dạ. Thì cho con nó cây. Dạ dạ dạ. Chứ không phải. Dạ. Tôi tưởng là bố chồng. Không phải. Ừ, xin. Người ta cho thì ta tặng thì đâu có cho được. Ừ. Dạ. Nó vậy đó chứ không phải. Dạ, con biết mà. Ơi mấy trăm ngàn à mẹ ơi, trên này dạ, dạ nhóc mà đẹp dạ hơn của tao nữa, đẹp dạ hơn cái này nữa. Gần đây tao có bán hai bố. Hả? Gần đây tao bán ha. Có. Dạ dạ. Mày lấy xe ra mày chở tao lên tao mua liền. Không chịu quen. Thôi được rồi bố ơi. Dạ. Nè, cũng cố rằng này ba cái cây mai này đem lên được làm nhỏ trang. Dạ dạ. Hồi đó cái chậu nhỏ nó không lớn. Dạ. Rồi bây giờ vô chậu bự vậy đó. Dạ. Ở nhà bỏ dưới cây gồ nữa. Dạ dạ. Rồi làm cực con. Dạ dạ. Nè mày coi cây như cây này bông ghế mà hồng phấn à, bố cũng mua cây này là 1.800.000 nè. Dạ dạ. Ờ cái à, đẹp quá bố. Ừ. Cái dáng đẹp quá. Ừ, dạ. Cái dáng nó dạ cái này nó có nói bán người ta 2 triệu mà tao nó bán có 1.800.000. Dạ. Ờ. Đẹp quá. Thế đẹp quá bố. Trời góc bự nữa. Gần tới đi rồi dạ nó đem về ấy rồi tao mày muốn khoái cái cây bông gì mày nói là bạn về nhóc. Dạ. Trời cây đó ở trên này nhóc đó mày ơi. Dạ dạ. Cái đẳng ta cũng vườn thôi chứ bố. Ừ, rồi cũng đem về ông bán. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Tại vì bạn bè nó cho một cái dạ, dạ đó như cây này chỗ lưng mày rồi. Dạ dạ.